Sao gì nè? Ê, sao gì? Làm tỷ không sao gì? Ê, em muốn làm tỷ với sao gì đi. Hello, sao gì? Let's go, let's go, let's go. Let's go, sao gì? Nè, sao gì nó sẽ chạy, xong rồi nó cứ ngồi bết 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 nè. Đấy, nó sẽ bết mình thôi, nó sẽ bết. Đó, nó sẽ bết. Em muốn đéo. Em muốn dài theo nè. Nó bết. Thằng sao gì này cách đánh của nó là chỉ có bết thôi. Đấy, nó sẽ chạy miết vậy thôi, xong đến khi nào mình xài E hoặc xài R hoặc là xài giày nó sẽ mới quấn. Còn không thì nó cứ chạy miết vậy thôi. Đấy. Em muốn lạ gì thằng này nữa? Em muốn lạ gì sao gì nữa? Thôi ăn lồ rồi. Ê, kiểu cảm giác này nó mặn quá hơn.